Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, thiếu nữ trốn nhà sang Mexico, người nhà không hay biết và khai đã mất tích từ hôm 5 tháng 3. Amy Yu, 16 tuổi, đã gặp Kevin Anstley, 45 tuổi, nhiều năm trước đây, khi đi lễ tại một nhà thờ ở Allentown, tiểu bang Pennsylvania. Cảnh sát cho biết cả hai đã đáp phi cơ từ phi trường Philadelphia đến Dallas, rồi từ Dallas đến Cancun ở Mexico. Cảnh sát Hoa Kỳ, Bộ Nội an và Cảnh sát Mexico phối hợp đã tìm thấy cả hai ở Playa del Carmen, Quintana Roo ở Mexico. Người đàn ông đang bị cảnh sát Mexico giam giữ. Bộ Nội an Hoa Kỳ sẽ cử người sang Mexico, bắt giữ cả hai, xin Mexico cho dẫn độ và đem về Hoa Kỳ qua cửa ngõ của Miami. Do đó, Miami sẽ giam giữ anh này. Và sau đó thì cảnh sát Allentown sẽ làm thủ tục để chuyển anh ta về lại Allentown. Cảnh sát tin rằng cô bé đã tự ý trốn đi theo tình nhân. Trong khi đó thì đã tìm thấy ba thi thể khi di dời đống bê tông cầu sập đi nơi khác. Một trong số 6 người chết là một sinh viên của trường đại học FIU. 6 chiếc xe vẫn còn kẹt lại tại nơi cây cầu sập cho đến ngày hôm nay. Ba thi thể đã được tìm thấy trong số 6 xe nói trên. Đã có ít nhất 4 gia đình có người mất tích đến hỏi tin tức ở văn phòng nhà trường. Các nhân viên tại hiện trường đã có một phút mặc niệm khi chiếc xe thứ 5 được kéo ra khỏi đống gạch vụn. Cuộc điều tra cho biết hôm thứ Ba, một kỹ sư làm việc tại cây cầu đã gửi một tin nhắn cho nhân viên chính phủ về việc ông đã tìm thấy một vài vết nứt. Nhưng những tin này chỉ được nhân viên đọc sau khi tai nạn đã xảy ra. Thị trưởng thành phố Miami cho biết một dây cáp chặn cầu đã bị lỏng và sau khi các kỹ sư siết dây cầu này thì cây cầu đã sập. Tuy nhiên, tin này không được xác nhận. Một phiên họp của các kỹ sư xây dựng cây cầu đã được triệu tập trong buổi sáng để bàn về vết nứt, nhưng không ai cho biết vết nứt là quan trọng. Nhưng đến buổi trưa thì cây cầu đã sụp đổ. Súng nổ bên ngoài shopping mall ở Beechwood, Ohio vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, vụ nổ súng đã xảy ra ngay bên ngoài Beechwood Place Shopping Mall ở gần tiệm Saks Fifth Avenue. Một kẻ tình nghi bị bắt và một người bị thương. Cảnh sát cho biết kẻ tình nghi đã cố tình bắn vào nạn nhân. Cả hai đều là người quen biết nhau. Nạn nhân được đưa vào nhà thương và hiện tại tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Cảnh sát đã đóng cửa khu shopping ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra. Khách hàng shopping khi nghe súng nổ đã náo loạn tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh sát cho biết sẽ lục soát hết khu shopping để biết chắc rằng không có nguy hiểm mới cho khu shopping trước giờ mở cửa. Đến 5 giờ chiều, tình hình đã yên tĩnh và mọi nơi đều đã được kiểm soát xong. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết liệu khu shopping có tiếp tục mở cửa qua đêm thứ Bảy hay không. Được biết, Beechwood cách downtown của thành phố Cleveland và khoảng 10 miles về phía đông. Liên quan đến việc phó giám đốc FBI bị sa thải, ông McCabe cũng có viết memo kể việc đối phó với Tổng thống Trump. Giống như ông Comey cũng có một memo kể ra những việc đối đầu với ông Trump. Ông McCabe cũng làm y như vậy và cả hai memo của cả hai ông đều có nộp cho công tố viên đặc biệt Mueller. Ông McCabe cho biết Tổng thống Trump thường sỉ nhục ông liên quan đến chuyện vợ ông nhận tiền của đảng Dân Chủ để ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ ở tiểu bang Virginia. Ông Comey cho biết rằng ông để ý đến việc viết memo để thủ thân sau khi ông Trump dọa dẫm ông về việc ông Trump có thể thu băng để phản bác lại những chuyện ông đã rò rỉ cho báo chí. Ông Comey cũng cho biết nhờ memo của ông rò rỉ ra báo chí mà công tố viên Mueller mới được đề cử để điều tra Tổng thống Trump. Chính ông McCabe cũng đã có nhiều áp lực trong việc thúc đẩy đề cử một công tố viên đặc biệt để điều tra ông Trump. Hai vợ chồng quận công và quận chúa Cambridge tham dự lễ diễn hành St. Patrick. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị, đây là một cuộc diễn hành truyền thống hàng năm nhân ngày lễ Thánh Patrick tại trại kỵ binh London. Hoàng Thái tử William, một đại tá trong quân vệ binh Á Nhĩ Lan, đã tham dự cuộc diễn hành trong khi vợ ông, quận chúa Cambridge, trao tặng các nhánh hoa shamrock tượng trưng cho ba ngôi của Đức Chúa Trời trong ngày lễ St. Patrick cho các sĩ quan tham dự diễn hành. Bà cũng được binh đoàn trao tặng một hình tượng biểu hiện một chú sói Á Nhĩ Lan, biên hiệu cao quý của binh đoàn. 350 binh sĩ đồn trú trong căn cứ của tiểu đoàn 1 đã diễn hành trong thời tiết giá lạnh của thủ đô London trong năm nay. Hoàng Thái tử William đã uống rượu bia Á Nhĩ Lan,
trong khi vợ ông thì uống nước lạnh chỉ vì bà đang thụ thai. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết, Thái tử Harry của nước Anh đã trở lại trường huấn luyện không quân để dự lễ ra trường của các tân sĩ quan. Trong buổi lễ ra trường của 12 tân sĩ quan không quân vừa hoàn tất một khóa huấn luyện, ông đã tâm sự với các tân sĩ quan nhớ về các mục tiêu của họ khi họ một mình trong buồng lái trên khung trời cao. Ông đã tham dự mặt trận Afghanistan trong năm 2007, rồi trở lại trường không quân trở thành phi công huấn luyện trực thăng Apache. Ông tham gia chiến dịch Afghanistan lần thứ 2 vào tháng 9 năm 2012 và lần thứ 3 vào tháng Giêng 2013 và trở lại làm tham mưu trong năm 2014. Lịch trình tham gia chiến trường và quân đội đã làm cho Hoàng gia Anh rất hãnh diện về ông. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị cùng đến với các bản tin Việt Nam và giải trí.